Hôm nay công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ quạt giải nhiệt động cơ cho dòng xe Ferrari, phiên bản Ferrari F360. Bộ quạt giải nhiệt được công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Anh và nhập trực tiếp từ dealer của Ferrari. Đây là bộ quạt chính hãng. Bộ quạt được sản xuất theo tiêu chuẩn của Ferrari bằng chất liệu nhựa nhưng rất cứng cáp. Đây được sản xuất tại Ý nha. Made in Italia, sản xuất bởi Maserati. Đây, motor quạt cũng được sản xuất tại Italia luôn. Bởi Denso. Đây, motor quạt đó. Sản xuất tại Italia bởi Denso. Chất lượng quạt giải nhiệt của Ferrari là chất lượng quạt theo tiêu chuẩn của Ferrari với chất lượng rất cao cấp. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng siêu xe, siêu sang như Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.